Hello, xin chào các bạn, mình là Kim. Chào mừng các bạn đã đến kênh Kim Huỳnh Cuộc Sống Anh Quốc. Hôm nay mình đang ở thành phố Cambridge các bạn. Hôm nay là ngày thứ hai ở Cambridge. Thì hôm nay mình quyết định là trải nghiệm đi thuyền chèo ở Cambridge. Tại vì mình thấy ở cái dòng sông này rất là đẹp, đi qua rất là nhiều những cái cây cầu rất là đẹp. Và cái dòng sông nó trải dài theo ở phía mặt sau của nhiều cái trường đại học và cao đẳng đó các bạn. Cho nên là mình muốn trải nghiệm ngắm cảnh ở đây. Ở đây thì mình thấy có rất là nhiều người đi luôn. Tại vì cuối tuần á, cho nên rất là đông. Mình có thể mua vé, mình ngồi trên thuyền thì sẽ có người chèo thuyền và nói về những cái câu chuyện lịch sử của từng cây cầu hoặc là từng cái nơi mà mình đi đến. Còn nếu không thì nếu các bạn mà biết chèo thuyền á thì mọi người cũng có thể tự thuê thuyền, tự chèo. Như mình thấy ở trên cái con sông này thì có rất là nhiều người, đặc biệt là người châu Á mình đó các bạn, là thuê thuyền chèo. Các bạn chèo thuyền rất là giỏi luôn. Và có nhiều người Tây người ta chèo thuyền cũng rất là hay luôn các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng mình đi dạo trên dòng sông ở thành phố Cambridge nha mọi người.
Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và đừng quên bấm chuông để đón xem những video mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.